Trong lúc toàn xã hội đang thực hiện giãn cách để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, thì một nhóm đông các đối tượng lại tập trung tổ chức đánh bạc vừa bị lực lượng công an bắt quả tang. Khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021, nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng phối hợp công an quyện Châu Thành đã bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Giang Thăng ở xã An Quá, quyện Châu Thành, phát hiện một nhóm đông các đối tượng cả nam lẫn nữ đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện lực lượng công an, các con bạc liền bỏ chạy. Tuy nhiên, 28 đối tượng có liên quan, trong đó có 13 nữ đã bị bắt giữ. Tại hiện trường và trên người các con bạc, cơ quan chức năng đã tạm giữ số tiền trên 120 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại cùng một số tăng vật dùng để đánh bạc. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận điểm đánh bạc này là do Trần Tấn Dinh, sinh năm 1983, ngụ Tân Thạch, huyện Châu Thành, tổ chức để thu lợi bất chính qua test nhanh COVID-19. Tất cả 28 đối tượng đều cho kết quả âm tính. Hiện công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý theo quy định.